Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết đô thị ngày 16 tháng 2 của Đài truyền kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, đến với các tỉnh miền Bắc trong ngày hôm nay, thời tiết vẫn phổ biến chỉ có mưa cục bộ ở một vài nơi. Tuy nhiên vào khoảng thời gian sáng sớm vẫn có xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, tập trung ở các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ, gây giảm tầm nhìn xa. Chính vì thế mà quý vị tham gia giao thông trong khoảng thời gian này vẫn cần chú ý đề phòng giảm tốc độ để tránh nguy hiểm. Ban ngày mây giảm và trời có thể chuyển nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực phía Đông Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 24 cho đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Trong khi đó, ở phía Tây Bắc Bộ trời nắng nhiều hơn với nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 25 đến 28 độ. Riêng khu Tây Bắc nhiệt độ cao ngưỡng từ 29 cho đến 32 độ và một số nơi còn có thể lên trên mức này. Nhận định nhiều khả năng từ chiều tối và đêm nay, do hội tụ trong đới gió Tây trên cao được thiết lập sẽ gây ra mưa dông rải rác, tập trung cho các tỉnh thành vùng núi Bắc Bộ. Mưa dông mạnh sẽ tập trung sang ngày 17 và ngày 18 tháng 2 cho toàn khu vực Bắc Bộ. Một số nơi thuộc vùng núi và khu vực Đông Bắc Bắc Bộ còn có khả năng xuất hiện mưa vừa cho đến mưa to. Đến với các tỉnh thành miền Trung, từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, tại đây trời vẫn duy trì tình trạng nhiều mây, có sương mù nhẹ xuất hiện ở diện rải rác vào sáng sớm. Đến trưa chiều, mây giảm và trời chuyển nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay trong khoảng từ 26 cho đến 29 độ. Còn tại khu vực phía Nam, từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, mưa chỉ cục bộ ở một vài nơi, ban ngày có nắng với nhiệt độ trưa chiều dao động từ 29 cho đến 32 độ. Và các tỉnh thành phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ổn định, ban ngày nắng nhiều, đêm không mưa với nhiệt độ trưa chiều tăng cao. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Tại Nam Bộ phổ biến từ 32 cho đến 35 độ. Riêng các tỉnh miền Đông có nơi trên 35 độ, xuất hiện nắng nóng cục bộ. Cùng với độ ẩm ban trưa ở mức thấp, quý vị cần hết sức lưu ý khi sử dụng các thiết bị điện, đề phòng tình trạng cháy nổ, hỏa hoạn có thể xảy ra. Tiếp nối bản tin sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các đô thị lớn trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, đến với thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay, thời tiết khá khô ráo nhưng vào buổi sáng vẫn duy trì tình trạng nhiều mây và tiết trời ấm áp hơn với mức nhiệt độ dao động từ 22 cho đến 24 độ. Bên cạnh đó, sương mù nhẹ vẫn còn xuất hiện vào thời điểm này, cho nên khi lưu thông, quý vị nên chú ý quan sát, làm chủ tốc độ để tránh những va chạm đáng tiếc có thể xảy ra. Đến trưa chiều trời giảm mây và có nắng nhẹ, giúp cho nhiệt độ cũng tăng dần lên, dao động trong ngưỡng từ 26 cho đến 28 độ. Tại thành phố Cảng Hải Phòng, thời tiết nơi đây cũng duy trì tình trạng nhiều mây, đồng thời đây lại là thành phố gần biển, cho nên có phần nhiều mây hơn so với thủ đô Hà Nội. Và buổi sáng, sương mù cũng có khả năng dày hơn và đôi lúc còn có thể xuất hiện mưa nhỏ bay bay. Do vậy, vào đêm và sáng, trời có phần se lạnh với mức nhiệt dao động từ 20 cho đến 23 độ. Ban ngày, xen kẽ đôi lúc mây giảm và trời hửng nắng nhẹ, với nhiệt độ cao nhất tăng lên ngưỡng từ 25 cho đến 27 độ. Sáng sớm, tình trạng mưa nhỏ cùng sương mù cũng gây ảnh hưởng đôi chút đến các hoạt động lưu thông hay làm giảm tầm nhìn xa trên cảng biển. Tuy nhiên, đây cũng không phải trở ngại đáng kể, bởi sương mù sẽ tan dần khi nắng lên. Đến với thành phố Đà Nẵng, thời tiết vẫn duy trì trạng thái mát mẻ và dễ chịu, nên khá thuận lợi với các hoạt động du lịch của thành phố. Hiện nhiệt độ trong ngày tại đây dao động trong khoảng từ 22 cho đến 29 độ, mức nhiệt độ vừa phải. Trời cũng chỉ có nắng nhẹ, nên quý vị có thể yên tâm tham gia các hoạt động dã ngoại, tham quan cả nội thành lẫn các địa danh xung quanh thành phố này. Tại thành phố biển Nha Trang ở phía Nam miền Trung cũng có thời tiết khá ổn định trong ngày hôm nay. Nơi đây có cảnh quan khá đẹp nên cũng là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách cả nước không chỉ vào thời kỳ nghỉ hè mà ngay cả vào những dịp nghỉ lễ Tết. Cũng như tại thành phố Đà Nẵng, mức nhiệt độ cao nhất ngày tại đây dao động xung quanh ngưỡng 27 cho đến 29 độ. Thời tiết dễ chịu, về đêm giảm dần xuống mức từ 23 cho đến 25 độ. Đến với thành phố Đà Lạt mộng mơ, nơi đây đang trong thời kỳ mùa khô nên trời khá khô ráo. Ban ngày có nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên mức 22 cho đến 24 độ. Thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời cũng như tham quan dã ngoại của du khách. Tuy nhiên, về tối và đêm nhiệt độ sẽ hạ thấp chỉ trong khoảng từ 11 cho đến 13 độ, cho nên quý vị cũng cần trang bị đầy đủ áo khoác ấm khi có kế hoạch đến đây. Đến với thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày hôm nay nắng xuất hiện từ sớm và kéo dài trong ngày. Cường độ nắng giữa trưa khá mạnh, độ ẩm xuống thấp cùng với nền nhiệt độ có thể lên đến mức 34 đến 35 độ, bức xạ cực tím nhiều sẽ gây tổn thương làn da và mắt, cho nên quý vị khi lưu thông cần trang bị các vật dụng chống nắng để bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe của mình. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.